thay mứt bằng các loại hạt và ngũ cốc. Đồ uống có cồn và nước ngọt được thay bằng sữa hạt và các loại nước ép. Bên cạnh bánh chưng truyền thống thì còn có thêm bánh chưng gạo lứt. Đây là định nghĩa mới về ăn Tết của gia đình chị Liên Lê, anh Việt Dũng và nhiều người trẻ khác. Lúc đầu mới ăn ấy, mình cũng rất là sợ là không quen hay là nó không còn ngon như hồi trước nữa. Nhưng mà thực sự là đến khi mà đã ăn một miếng rồi ấy, thì sẽ cảm nhận được rất là nhiều vị ngon và mình lại thích ăn tiếp. Và nó cũng là một cái đổi mới trong cái dịp Tết năm nay. Có một cái gọi là cách mạng trong cái chuyện ăn Tết với bọn mình là như thế. Nó còn tránh sự lãng phí nữa. Vì nhiều khi là mình ăn những cái món mà nó đầy quá rồi mình lại không ăn, mình bỏ hết đi. Con thích ăn các loại hạt nào nhất nhỉ? Trong các loại hạt mà mẹ Ly đã có. Vì sao con lại thích các loại hạt này? Có vị gì nhỉ? Với ý nghĩa mong cầu mọi điều ngọt ngào và nhiều tình yêu thương, những loại bánh được làm từ các nguyên liệu hữu cơ, giảm ngọt, ít chất béo như thế này cũng được bày lên ban thờ gia tiên hay tiếp khách đầu năm. Nhà mình chỉ có hai vợ chồng thôi, sau rất là nhiều dịp thì con gà thì nhiều khi là chỉ ăn được 1/4, cũng như xôi thì không thể nào ăn hết được và cảm thấy rất là phí luôn. Nên là hai vợ chồng đã quyết định là nhà mình ăn gì thì sẽ cúng đấy. Không chỉ dừng lại ở đổi mới trong cách lựa chọn món ăn, việc tập luyện và vận động mỗi ngày cũng là cách giúp cơ thể chuyển hóa, tái tạo năng lượng và để đón một cái Tết khỏe đẹp hơn. Bên cạnh cái việc là để cho mình có một cái thân hình nó đỡ xấu hơn thì mình còn là mới động lực để cái tinh thần, tức sức tập trung của mình. Thì đấy là sau mỗi lần tập luyện thì cả hai đều cảm thấy rất là vui vẻ, nên là mình sẽ duy trì trong ngày Tết. Đón Tết sao cho bình an, ăn Tết sao cho ngon miệng, nhẹ nhõm, không lãng phí, không phải tội. Đón Tết phiên bản mới chính là cách mỗi người gìn giữ trọn vẹn nhất giá trị thực sự của Tết cổ truyền.